Sau việc 24 giờ, Ngô Thanh Vân hứa hẹn công phá Netflix, Bích Phương thông báo comeback. Sau những ngày nới lỏng giãn cách xã hội, tình hình hoạt động của các sao Việt đang bắt đầu được đưa dần vào quỹ đạo, hứa hẹn mang đến những dự án hấp dẫn cho khán giả trong thời gian tới. Nói đến sức hút và sự mong chờ đáng để kỳ vọng, mới đây, khán giả được một phen đứng ngồi không yên khi Ngô Thanh Vân thông báo sẽ xuất hiện trong hai dự án phim mới mang tên Gia Năm Plus và The Olga trên sóng Netflix nền tảng cung cấp dịch vụ xem phim. TV show trực tuyến hàng đầu hiện nay vào tháng 6 và tháng 7 tới đây. Ngô Thanh Vân thông báo sẽ xuất hiện trong hai dự án phim Netflix vào tháng 6 và tháng 7 tới. Ảnh NVCC Được biết, Gia năm Plus xoay quanh chuyến hành trình trở về Việt Nam của bốn cựu chiến binh người Mỹ gốc Phi để tìm kiếm hai cuốc của những người đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến. Bộ phim Gia Nam Plus có sự tham gia của hàng loạt diễn viên tên tuổi của Hollywood như Chadwick Boseman, Black Thanh Vân, Jean Reno, Leon và Ngô Thanh Vân. Sau hai phượng, Ngô Thanh Vân sẽ tái ngộ fan Netflix trong hai dự án phim quốc tế, ảnh, tổng hợp. Ngô Thanh Vân sẽ thủ vai nơi Hana, một nữ phát thanh viên người Việt Nam hoạt động trong thời chiến. Sự kết hợp lần này của Ngô Thanh Vân và đạo diễn Spike Lee hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh đầy ấn tượng và sâu sắc. Ngô Thanh Vân chia sẻ, cái khó nhất của Hana Hana là giọng nói vì cô là một phát thanh viên vừa quyền lực, vừa thanh thạo tiếng Anh qua những câu nói tuyên truyền vào thời đó. Ngoài ra, cô là người Bắc mà còn cộng thêm phát âm tiếng Anh theo giọng Anh. Đây là hai điều khó khăn nhất mà tôi phải tập khi nhái lại giọng của cô. Ngô Thanh Vân sẽ đóng phim với nữ minh tinh Charlize Theron, ảnh, NVCC. Ngoài ra, chị Hai Phượng Ngô Thanh Vân sẽ tiếp tục xuất hiện trong sư phẩm The Old God cùng chị đại Charlize Theron. Charles Karen là một người cực kỳ tài năng. Tôi chưa từng gặp ai tài năng như vậy trong suốt chặng đường sự nghiệp của mình. Nên khi đóng với cô ấy, tôi rất rung. Ngô Thanh Vân chia sẻ sự ngưỡng mộ dành cho chủ nhân quả cầu vàng ở hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2004. Khán giả sẽ sớm được tái ngộ Bích Phương trong một sản phẩm ballet, ảnh, tổng hợp. Ngoài tin vui của Ngô Thanh Vân, fan âm nhạc cũng đang háo hức chờ đón sự sôi động của thị trường. k pháp khi liên tục những cái tên hàng đầu xác nhận bác, Gần đây nhất chính là cô gái thích đu đưa Bích Phương. Mang thả thính bất ngờ của Bích Phương cùng hình ảnh táo bạo khiến dân tình xôn xao, ảnh Facebook nhân vật. Theo đó, trong dòng trạng thái đăng tải trên trang cá nhân, Bích Phương bất ngờ thả thính về sản phẩm chuẩn bị lên sóng vào ngày 15 tháng 5 năm 2020 kèm với nội dung Người buồn nhạc cũng buồn như đúng rồi. Điều này lập tức khiến fan của chủ nhân hit mùa yêu dự đoán nữ hoang sâu muộn bích phương sẽ chuẩn bị bùng cháy ban dự án bao lát lùi tim sau một năm đua đưa với dòng nhạc pháp môn tình sau một năm khán giả thực sự rất nóng lòng sự trở lại của bích phương ảnh tổng hợp bên cạnh việc nhá hàng sản phẩm combat bích phương còn gây thương nhớ cho người hâm mộ với sự lột xác hoàn toàn về mặt hình ảnh thay vì xuất hiện với trang phục kính cổng cao tường bích phương quyết định khoe khéo cơ thể thon gọn và đường cong cơ thể của mình Điều sản phẩm lần này liên quan ra sao đến màn thay đổi hình ảnh quyến rũ của Bích Phương? Chúng ta sẽ sớm biết câu trả lời thôi. Trần Quốc Anh đã xác nhận sẽ tham gia gia đình là số 1 phần 3, ảnh, NVCC. Ngoài những cuộc đổ bộ của hội chị em phụ nữ, VSC cũng nhanh chóng thông báo tín hiệu về các dự án nhiều mong đợi. Trong đó cái tên nổi bật phải kể đến là Trần Quốc Anh, Duyên Trần. Theo thông báo, Trần Quốc Anh đã nhận lời góp mặt trong sitcom Gia đình là số 1 phần 3 được chuyển thể từ tác phẩm hai cước đình đám của Hàn Quốc. Gia đình là số 1, được nhiều khán giả yêu mến bởi những câu chuyện dung dị đời thường, những thông điệp hay về giá trị tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè. Jolie Phương Trinh sẽ là bạn diễn của Quốc Anh trong phim Ảnh NVCC. Trong phim, Trần Quốc Anh vào vai Quang Khải đúng chuẩn con cưng của mẹ với tình huống muôn thủa của hội nhà giàu xem mắt tiễn vợ. Được biết bạn diễn cùng Quốc Anh trong phim chính là Phương Trinh Jolie. Cả hai sẽ tạo thành cặp đôi tình chị em nơi công sở với nhiều tình tiết thú vị và cũng rất lãng mạn. Quốc Anh hy vọng sẽ học hỏi thêm được kinh nghiệm diễn xuất từ các đàn anh trong phim, ảnh, NVCC. Được biết, dù xuất hiện trong dự án dài hơi, nhưng Quốc Anh rất háo hức và mong muốn được học hỏi nhiều hơn. Anh chàng hy vọng vai diễn Quang Khải lần này sẽ khiến khán giả thích thú và mọi người cũng sẽ yêu thích dự án gia đình là số 1 phần 3. Dưa hấu, tổng hợp.